Kế hoạch cuộc đời. Anh Mark à, tuần này anh về đúng vào vụ thu hoạch nho. Anh có ở nhà được lâu không? Anh sắp phải đi rồi, công việc trên thành phố khá bận. Em cũng muốn sau này trở thành một lập trình viên như anh. Chỉ cần em chăm chỉ học là được Leo à. Anh Mark, em cũng rất thích những trò game online do anh tạo ra nữa. Em thường khoe với bọn bạn về những trò game đó, chúng đều rất thích và ngưỡng mộ anh đó. Anh là một lập trình game giỏi mà. Em biết. Mark à, con định đi ngay à? Sao không đợi đến mai hắn đi? Tối nay các bác hàng xóm sẽ sang nhà ta liên hoan mừng vụ nho được mùa. Con còn nhiều việc mà, con chỉ tranh thủ về nhà được 2 ngày thôi. Bố à, bố già rồi, con nghĩ là bố nên nghỉ làm nông trại đi. Con nói cái gì thế? Từ ngày mẹ con mất, bố phải lo cho con và em Leo. Con mới chỉ đi làm được 1 năm nay thôi mà, bố còn chưa tích được tiền cho tuổi già của mình. Em Leo cũng chưa học xong, làm sao bố nghỉ làm được. Mark à, con đi nha, cố gắng cuối tuần về với bố và em Leo. Bố phải đi ra buộc lại chuồng bò, sợ tối nay có bão. Đúng là bố đã dành cả đời để làm việc, mình không thể giống bố được. Mình sẽ quyết tâm làm việc để có đủ tiền lo cho bố, lo cho Leo và cho chính bản thân mình nữa. Rồi nghỉ ngơi thật sớm, làm mọi việc mình thích. Mình sẽ về hưu trước 40 tuổi. Mình không muốn làm việc thế già như bố đâu. Kể từ hôm nay, mình sẽ làm theo kế hoạch đã lập trình cho cuộc đời của mình. Mình phải làm thật nhiều việc, thật nhanh, kiếm được thật nhiều tiền. Và đến 40 tuổi, mình sẽ nghỉ ngơi. Sếp định giao một dự án game cho tôi, nhưng tôi đã kín thời gian rồi, không thể nhận được. Sức tôi cũng có hạn, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi chứ. Tôi nghe nói dự án đó trả cao lắm, không nhận cũng tiếc ha. Nhưng biết làm sao được, chúng ta đều đã kín lịch cả rồi. Thưa sếp, để tôi nhận dự án đó đi ạ. Cậu cũng đang nhận lập trình 2 trò chơi game một lúc rồi mà, làm sao còn thời gian. Tôi làm được thưa sếp, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu vậy thì cậu sẽ phải làm ngày làm đêm, tôi e là ảnh hưởng tới sức khỏe. Không sao đâu sếp, tôi làm được ạ. Tôi rất muốn nhận dự án đó, sếp giao cho tôi đi ạ. Thôi được, phải giao cho cậu. Anh Mark. Anh Mark, không ngờ lại gặp anh ở đây. Beta đấy hả? Em khỏe chứ? Vâng, em khỏe ạ. Em cũng vừa lên thành phố sáng nay. Em định tới chỗ của anh nè. May quá đã gặp anh ở đây. Chúng ta có thể đi ăn tối được không? Ăn tối hả? Dạ vâng, ăn tối và uống một ly rượu vang nha. Em có mang theo một chai vang làm từ mùa nho ngon nhất của vùng chúng ta đấy. Thôi, Beta à, anh xin lỗi, anh bận lắm, không có thời gian đâu. Vậy nha. Anh ấy đã thay đổi rồi sao? Ngày trước chẳng phải hai đứa rất thân, thậm chí Mark còn có ý với mình. Anh ấy cũng hẹn mình khi nào lên thành phố, hai đứa sẽ cùng ăn tối và uống rượu vang mà. Vậy mà, hay là anh ấy đã có người yêu rồi? Xin lỗi Beta, sau này hoàn thành kế hoạch của cuộc đời, anh sẽ lại tìm đến em. Mark à, hôm trước con bé Beta có qua nhà để hỏi địa chỉ của con ở thành phố. Con bé có vẻ con gặp cô ấy rồi bố ạ. À. Mark à, con bé Beta thích con từ ngày còn nhỏ. Cả hai đứa đều không còn trẻ nữa. Bố thấy... Bố à, con đã lên kế hoạch cho cuộc đời của mình rồi. Con sẽ hoàn thành mục tiêu đó rồi mới tính tới chuyện gia đình. Chuyện con và Beta bố không cần phải lo lắng đâu ạ. À. Mark à, mỗi người có một giai đoạn của cuộc đời. Nếu con rút ngắn giai đoạn một cách không hợp lý, sợ rằng một ngày con sẽ đánh mất những điều quý giá mà muốn lấy lại cũng không được đâu. Thôi chết, đã sáng rồi ư? Bác à, cả đêm qua tớ gọi cho cậu mà không được. Có chuyện gì thế hả Eddie? Gia đình tớ tan vỡ rồi, vợ tớ đòi ly hôn. Tớ xin lỗi, tớ phải đi làm, tớ rất bận. Bác à, hôm nay là chủ nhật mà, tớ rất nhiều việc, tớ không có ngày nghỉ.
Đêm qua tớ đã làm cả đêm. Cậu là bạn thân nhất của tớ, tớ cần cậu lúc này mà. Xin lỗi cậu, lập trình của tớ đã đề ra, tớ quyết tâm sẽ hoàn thành nó. Tớ không thể lãng phí thời gian của mình được. Cậu về đi, tớ phải đi làm rồi. Không, cậu phải giúp tớ. Tớ không thể chịu nổi việc Marie đòi ly hôn được. Tớ đã bảo cậu rồi, tớ rất bận, đừng có làm phiền tớ. Mark à, vậy là cậu đã hoàn thành dự án game đó rồi hả? Dạ vâng thưa sếp, giờ tôi sẽ chơi thử trước khi bàn giao. Nhưng sức khỏe của cậu ổn chứ? Tôi không sao đâu ạ. Trò game này hay đấy. Nếu kiếm đủ số tiền kia thì nhân vật sẽ được nâng cấp độ. Phải rồi, mỗi khi lao lực kiếm tiền, nhân vật lại bị giảm năng lượng. Mark à, cho tôi hỏi, cậu nhân vật chính này có gia đình và người thân không? Có, cậu không nhìn thấy trong hồ sơ của cậu ta có rất đông người thân xung quanh à? Wow, Mark chơi siêu quá, điểm tăng khủng khiếp luôn. Game do Mark tạo ra mà. Năm ngày sau. Ôi xem kìa, nhân vật của Mark chết rồi. Tại tôi đã để nhân vật làm việc quá sức. Chắc tại cậu chỉ mãi mê với việc kiếm tiền mà quên mất không nạp năng lượng cho nhân vật rồi. À, nhân vật này có thể được cứu sống nếu như người thân cho anh ta năng lượng. Thế thì cậu còn chờ gì nữa, thử đi. Phủ lên mắt. Ôi trời ơi, sao thế, không được à? Không được rồi, phần mềm không nhận ra đó là người thân của anh ta. Vì sao thế? Tại từ khi bắt đầu chơi tới giờ, tôi đã không hề tương tác với những người thân xung quanh. Chính vì thế, phần mềm không nhận ra. Thật là một trò game hay. Nhưng nhân vật nếu chỉ mãi chạy theo mục tiêu mà quên hết những người xung quanh, thì có lúc chẳng còn ai ở bên cạnh anh ta nữa. Đó là điểm yếu chí mạng của nhân vật đấy. Mark à, mỗi người có một giai đoạn của cuộc đời. Nếu còn rút ngắn giai đoạn một cách không hợp lý, sợ rằng một ngày con sẽ đánh mất những điều quý giá mà muốn lấy lại cũng không được đâu. Bố, con Mark đây. Mark về đi à. Bố cháu và Leo đã vào thị trấn hai hôm nay rồi. Bác Dancy, bố cháu và Leo vào thị trấn làm gì hả bác? Ông ấy không thông báo với cháu sao? Cháu bận quá nên lâu lắm rồi không về nhà. Cháu có thấy bố và Leo gọi điện, nhưng cũng vì công việc mà không có thời gian nghe điện. Ông ấy dự định bán nông trại này cho bác. Bác đã đưa tiền cọc rồi. Bác định ngày mai chuyển tới đây, nên ông ấy đã phải vào thị trấn thuê nhà trọ. Sao bố cháu lại quyết định bán nông trại hả bác? Ông ấy nói cần tiền cho cháu hoàn thành lập trình cuộc đời gì đó. Ông ấy không muốn cháu phải sống khổ sở suốt nửa đời vì tiền. Bác Đan Xuyên, cháu sẽ vào thị trấn tìm bố cháu. Nếu bố cháu không bán nông trại nữa, phải trả tiền đặt cọc, bác có đồng ý không ạ? À? Bác nhất trí thôi. Bác cũng đã khuyên ông ấy không nên bán rồi. Nông trại này ông ấy đã làm việc cả đời, nhưng cả đời luôn hạnh phúc vì công việc đó, chứ không hề thấy vất vả gì hết. Bố cháu nói đúng. Mỗi một giai đoạn cuộc đời, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ, không nhất thiết phải nóng vội, kẻo bỏ quên mất những thứ quan trọng hơn. Phải rồi, hãy lập trình cuộc đời theo đúng giai đoạn của nó, đừng để phải ân hận. Một trò chơi có thể chơi lại được, còn cuộc đời thì không. Nào lên xe, ta đưa cháu vào thị trấn tìm bố cháu. Bác Nancy à, bác nói hay quá. Đúng vậy, một trò chơi có thể chơi lại được, còn cuộc đời thì không. Cháu phải đi ngay đi, không thể khiến cả bố cháu và Leo bị cuốn vào cái trò chơi lập trình vô bổ của cháu được. Tình yêu sét đánh. Vào khu vườn nhỏ xanh mướt. Thôi chết, mưa rồi. Ôi. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Cảm ơn cô. Về thôi, mưa rồi. Ờ
Mình còn chưa kịp cảm ơn cô ấy. Biết tìm cô ấy ở đâu trong thành phố rộng lớn này. Sắp mưa rồi, về thôi. Ôi, lại mưa rồi. Nhìn mưa rơi, mình lại nhớ tới cô ấy. Suốt bao lâu tìm kiếm mà vẫn chưa một lần tình cờ gặp lại. Biết tìm ở đâu để được gặp lại cô ấy đi. Chào ông. Ông đi đâu mà về sớm thế ạ? Làm đó hả? Ông đi mua cho bà ít cháo. Bà ốm mấy ngày hôm nay, lại chẳng chịu ăn uống gì. Vậy sao ạ? Thảo nào mấy lần đi qua, cháu đều thấy nhà ông bà đóng cửa. Bà ơi, bà đỡ mệt chưa bà? Bà dậy ăn chút cháo nhé. Bà chẳng muốn ăn gì. Còn bông, nó đi mất mấy ngày hôm nay. Tội nghiệp nó, không biết giờ đã sao. Ôi, vậy ạ? Nhưng bà đừng lo lắng, con bông thông minh lắm. Nhất định rồi nó sẽ về, bà ơi. Chuyện gì thế Bun? Mày lôi tao đi đâu vậy? Thì ra mày dẫn tao đến chỗ bạn mày bị mắc kẹt sao? Chúng mày rủ nhau vào đây chơi, rồi không may bị củi đổ xuống đè vào đúng không? Nhưng không sao, sẽ ổn thôi. Này, chúng mày lại chạy đi đâu đấy? Xong rồi, bây giờ bà nằm xuống yên tâm nghỉ ngơi nhé. Cháu sẽ đi quanh đây tìm và hỏi xem có thấy tung tích gì của con bông không? Cảm ơn cháu. Bông! 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 Mày về rồi! May quá! Bà thấy không? Cháu đã nói nó sẽ về mà. Bông! Đuôi mày sao thế? Bun! Bun! Cháu xin lỗi. Con chó của cháu thật không biết lễ phép. Em... ở đây à? Cháu hẳn là người đã cứu bông. Phải không chàng trai? Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ, không có gì. Mà thật ra, cháu còn phải cảm ơn nó, vì nó đã giúp cháu tìm được người cháu tìm kiếm lâu nay. Ồ, ông hiểu rồi. Làm, giúp ông pha một tách trà hoa cúc để cảm ơn vị ân nhân này, được chứ? Dạ. Mau vào nhà đi chàng trai. Mọi sự gặp gỡ trên đời đều có lý do riêng của nó, phải không? Dạ, đúng vậy ông ạ. Mọi sự gặp gỡ trên đời đều có lý do riêng của nó. Cháu thật là may mắn vì đã có mặt ở đây. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.